Em xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh Quỳnh Phúc TV. Bữa nay em review top 5 những vụ trộm và cướp. Mong quý vị đón xem video, nhớ đăng ký ủng hộ kênh em cả nhà. Và mọi người nhớ cảnh giác cao độ tài sản của mình là bất cứ nơi nào cả nhà. Và em có một cái kênh mới làm, đó là kênh Phúc Review. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mới của em, chuyên làm kênh mới em mà làm về những video hài hước đó. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh em nha, Phúc Review. Bây giờ mời mọi người xem video. Như mọi người đang nhìn thấy, một người phụ nữ đậu xe đi vô cửa hàng hay gì đó. Có một người phụ nữ khác đi lại chiếc xe dở cốp yên xe lên lấy đồ á cả nhà. Cái này không biết nó gình hồi đời nào mà nó thấy cái cốp yên xe mình hở là lấy. Mọi người nhớ cảnh giác cao độ cái vụ cốp yên xe nha cả nhà. Đó là người phụ nữ thấy chưa, lấy luôn đồ trong cốp yên xe. Này ưa bị hoài, quên cái vụ mà cốp yên đó, lại lấy, nhớ cái vụ cảnh giác cái vụ cốp yên nha mọi người. Còn đây nè, đánh lạc hướng chú này nữa nè. Ổng đứng ổng chỉ đường hàng hàng nè hàng ấy nữa đó, rồi nó vô nó lại lấy chìa phá nè cả nhà. Lấy chìa phá luôn đó. Lấy chìa phá khỏi cần nổ ngăn gì, lấy chìa phá là bay lên mở phá là giọt luôn. Ghê chưa? Tình trạng bị hoài nè, nhớ nhớ rút kinh nghiệm rồi đó, rồi. Bị hoài mấy cái vụ này mà. Còn cái này hai vợ chồng cái chú này đang coi tivi, nó lẻn vô nó lấy cái điện thoại luôn mà không hay luôn đó cả nhà. Thấy chưa? Ghê không, gan dữ chưa? Cả nhà nhớ mà loại thứ mà coi cửa nẻo rồi đàng hoàng nghe nó. Nó coi không vô lỉnh lỉnh nó lấy cái điện thoại luôn. Bó tay rồi. Nhớ nghe cả nhà, nhớ cảnh giác nha. Đây là vụ bẻ phá xe nè. Trong tích tắc luôn. Chiếc HMO nó không có ai, cái nó lại nó bẻ mấy giây xong vậy là nó bẻ gì là nó lên đề chạy luôn đó ta, không biết sao luôn nữa, quá nhanh. Mọi người nhớ cảnh giác cao độ nha. Còn này là nó giật cái cọng dây chuyền này cả nhà, đó tiếng sát hay vợ chồng chú đó, nó thò ra nó giật cọng dây chuyền nó chạy nhanh cực kỳ không. Mốt đi mua đồ mình đi đâu nào mình cảnh giác đồ mấy cái vụ này nè, nó giật cộng mấy dây chuyền rồi đó, lại thằng nào lại gần là mình để ý liền nha. Đây hai hai tên trộm đang đứng ở trước cửa đang nó gìn con mồi nè, nó mặc áo giống như giáp hay gì nữa kìa đó. Chưa gìn gìn bẻ thì không có ai, là nó bẻ liền đó. Nhưng mà như cái vụ này ruột cả nhà nó không lấy được thì có người nhìn, em cũng nể người quay camera kìa, quay này là quay bằng điện thoại hay gì nè. Còn đây là quán cà phê quán ăn gì ven đường, nó đậu xe bển mà không có bảo vệ nữa nè, mấy này là bị mắc xe hoài luôn, có camera nhưng mà không có bảo vệ, nó chạy lại không có bảo vệ là rồi. Đứng hai thằng đứng nó nghía xe đó, bước xuống là lấy xong.